Hello everyone, ok, play game, let's go. Mình sẽ bắt đầu với tựa game này nha. Let's go. Màn đầu tiên này. Yeah. Anh em sinh đôi à? Sao nó chỉ đuổi mình thôi nhỉ? Thà còn ngồi xuống làm chi? Ê! Ok à. À, mình sẽ lấy súng này đi. À, bách chiến bách thắng. Ây, còn một con nữa thôi mọi người ạ. Mình nghĩ nó ở đây này. Ui, cắn trộm quá ghê vậy. Ok. Tiếp tục nha, một màn nữa này. Wow. Chính ra màn này mới là màn khó. Ui, một đồng đội của mình đã ra đi. Không rõ nguyên nhân. Ây. Ây. Đông quá mọi người ạ. Đây rồi, mình thấy một khẩu súng ngon ở đây. Ây. À. Quỷ khô gì vậy? Có mỗi mình thôi. Trời ơi, 7 tên này. Ui, nạp đạn có nguy hiểm quá. Hai tên nữa à? Yeah. Ok, vậy thôi mình sẽ cùng mọi người qua tựa game Skazi nhá. Màn đầu tiên của Skazi. Đây đi. Ok. I like tea so much. Bá ra ngoài. Ây, tí bị tóm. Mày. Never bother me again.
Bà chạy đâu ấy mọi người ạ? Ây! Đau quá mọi người ạ. Trời ơi, thất bại rồi. Bài đuổi gắt gao quá. Một ván đấy nha. Bắt con nhện đi. Mình hơi hoảng loạn. Ok. Lại này. Bạn chui vào phòng sách cơ. This will always be my favorite show. Ok. Tiếp tục đột nhập vào cửa. Cửa trên này nha. À, con nhện này hình như là phải có găng tay mới bắt được. Ôi bị kẹt à. Ui, đau nha. Găng tay ở phòng ở đó trên tầng đó mọi người ạ. Ấn nhầm, sorry mọi người. I will punish you, you little rascal. Nhiều phòng quá mọi người ạ. Như là phòng này. Oh boy, I just can't wait to see how that novel ends. Để quan sát bà nha. Out of my house, you little brat. Ây! Chạy thôi. Không được rồi. Bà đâu ấy? Bà giờ đuổi gắt gao quá mọi người ạ. Lâu quá, đợi bà vào phòng lâu quá. Ra bể bơi cơ à? Ây! Stay out of my house, you little brat. Lâu ấy rồi à? Me.
vỡ đầu. Ây. 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 What are you doing in my house? Quấy quá mọi người ạ. À. Ok, qua game tiếp theo à. Mười cái đi. Ba quả cũng được. Mình sẽ đấu bàn bên này nhá. Ba một huy chương. Không được à? Ây, thì đâu quay lại làm phát đâu đấy. Mình bắt đầu sợ với mọi người ạ. Còn hai tên nữa thôi. Ây. Tiếp tục nha, level 2 đi. Mọi cái mát nhà thờ. Hai con lợn cờ. Xa quá mọi người. Lục Alaconda nha. Bốn con nữa. Ây. Một ván level 3 nữa nha. Mình đã khá hết đạn rồi nhưng mà mình level 3 ở đây cả. Dung chúa cả. Oh my god.
Về thôi. À đi tiếp. Wow, đẹp quá. Thôi, phần sau mình sẽ chơi level 4 và tiếp tục game nha. Lại là tựa game bắn súng tiếp này. Mình muốn mua một khẩu súng mới, siêu đại, siêu mới. Tiêu diệt mấy thằng này chỉ là chuyện còn con thôi mọi người. Trăm viên, không cần phải hết sót. Năm thằng, ấy đông thế, 3v1 cơ à? Chạy thôi. Sau này để ý đi. Ây nó móc lốp cơ. Qua game tiếp theo nha, Skibidi Toilet. Hay nha, có phần hấp dẫn. Ây, kiểu gì ấy? Lại được cơ. Căng thẳng nhỉ, căng thẳng phết nhỉ. Kiểu gì đây? Ai, có chiến thuật mới rồi. Bên này. Nhỉ.
Không ngờ đối thủ lại ghê như vậy. Ui, 3 đánh 1 không chột cũng đi. Ok, qua game mới đi. Game tương tự này. Dễ thế. Ok. Mi hai con giao thông lận. Ok, sẽ win quá nhỉ, sẽ win quá nhỉ. Không hay. Một ván nữa nha. Ok, bây giờ mình sẽ qua tựa game cuối ngày. Toilet Mons Hidea. Đây nha, game này. Tiếp tục qua màn. Mấy con này mới là con khó chịu. Kia đâu là gì đâu. Trâu chưa? Hai tên này à? Tuổi gì sánh. Một ván nữa. Quá hấp dẫn. Mở cửa đây.
Ok, video của mình đến đây là kết thúc nhá. Bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người video sau.